Đi đâu đấy? Ừ? Đi đâu đấy? Con đi đâu đấy? Ừ? Đi đâu mà mang ô thế này? Ừ? Đội mũ rồi mang ô cho ai đây? Cho ba hả? Mang ô này cho ba hả? Ừ? Ô này của Ly mà. Cái này nhỏ lắm, ba dùng được nhá. Hôm nay trời mát rồi ha. Đi bắt cà không? Đi bắt cà nhá. Đi ra cái rổ đi, cái rổ đi bắt cà. Đúng rồi, mang qua đây. Mang đây cho ba nào. Đây này. Thấy không? Trời ơi. Thích không? Ừ? Thích không? Thích quả nào? Đây này. Đấy, thích quả nào thì hái đi. Ừ? Quả đó ha. Đây để bà giúp cho. Đó. Con mang bỏ rổ đi. Bỏ rổ đi. Giỏi lắm. Qua đây nữa này. Lấy nữa không? Đây này, bà lấy rồi nha. Ui trời ơi, đây này Ly. Con bỏ rổ đi. Bỏ rổ con. Đúng rồi đấy. Ta đi kiếm cái quả nữa cho Ly nhá. Đây Ly đây. Đây 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 đây. Đây này. Chị. Ừ. Đây, to chưa? Nè. Được không? Nè. Nè nè. Alo, alo, nè. Con bỏ cái đi, bỏ rổ đi. Bỏ rổ đấy, bà ra hai tay nữa nào. Đây cái này Ly này. Đây đây. Đây đây. Ây da. Rồi, con bỏ cái đi. Đi, mình đi hái thêm cà đi. Còn không? Đây Ly ơi. Cái đây này. Có không? Ừ? Có không? À đấy hả? Đúng rồi, đưa ba xe nào. Đây, nè. Đây, vào đây nè. Hết rồi. Hết rồi Ly ơi. Đâu nhỉ? Đây này Ly. Đây này. Qua đây. Đây này. Thử quả này đi. Được không? Ừ. Vào đây nè. Rồi đi về nào. Đi. Đi về thôi.
bên này đi ơi, đi này đi ơi.